Xin chào tất cả anh chị em nhé. Thì cái mùa này á, cái khất ở ngoài miền Bắc á, ở ngoài Hà Nội với là Bắc Ninh, Hải Phông á, thì người ta vào ở Đà Nẵng này á, người ta tìm kiếm bất động sản khá là nhiều luôn á. Mới sáng sớm thôi, 6 giờ 6 rưỡi là người ta đã hẹn mình để đi xem, dẫn đi xem những cái lô đất, những cái căn nhà ở cái khu vực mà họ đã chỉ định trước rồi á, quý cô chú anh chị và các bạn. Thì những cái khách hàng nào á mà muốn mình tìm kiếm á, cái tầm tài chính nói sẵn cho mình luôn á. Với thứ hai là cái vị trí á, thì lúc đó mình sẽ tìm ra 5 đến 10 cái sản phẩm á, ở trong cái khu vực đó giá đang tốt và pháp lý rõ ràng á, thì em dành cho anh chị khoảng 5 đến 10 căn trong cái tầm tài chính đó và trong cái khu vực mà anh chị đã nhắm đến đó á, rồi mình đi xem trong một ngày luôn, rồi lô nào á quý cô chú anh chị và các bạn thích á, thì là gặp chủ làm việc trực tiếp luôn, cho nên quý cô chú anh chị cứ yên tâm nhá. Đấy, còn là nhiều cô chú gọi cho em á, thì tại vì chạy xe ngoài đường suốt ngày như vậy đó, sáng 6 giờ là vác xe lên chạy rồi, chạy đến buổi trưa cũng nghỉ trưa luôn, cứ chạy rồi bắt đầu đi xem nhà cho khách luôn á. Cho nên quý cô chú thông cảm nhé. Rồi em xin chào và cảm ơn.